Em tên Hạnh và em đã từng học ở Grand Rapids Christian High được 3 năm và bây giờ em là sinh viên năm nhất tại Calvin College. Điều mà em thích nhất ở Grand Rapids Christian High đó là giáo viên và các giáo viên cố vấn của cái chương trình dành cho du học sinh rất là quan tâm đến mình. Không những là quan tâm về mặt tinh thần mà cũng như là về mặt học tập. Có một lần năm em học 12 thì em lấy lớp lịch sử Mỹ thì em gặp khó khăn trong việc nghe các bài giảng cũng như là viết note mà thầy đã đọc. Thì em có chia sẻ cái khó khăn đó với lại giáo viên cố vấn của mình thì cô đã liên hệ với giáo viên lịch sử để tìm ra cái cách để giúp em học tốt hơn. Thì năm đó thì thầy đã nhờ các bạn trong lớp chia sẻ cái note của mấy bạn cho em và sau đó em có thể học bài và tiếp thu bài tốt hơn. Ở trường Grand Rapids Christian High có rất nhiều hoạt động ngoại khóa như là thể thao, nhạc kịch, âm nhạc. Thì các giáo viên và các cố vấn sẽ luôn luôn ủng hộ mình và giúp cho mình tìm kiếm những cái hoạt động mà phù hợp với mình để mình có thể tham gia. Thì qua những hoạt động đó không những là mình có thể tìm được nhiều bạn hơn hoặc là mình có thể hoàn thiện bản thân của mình hơn. Và năm em học 12 thì em đã tham gia một cuộc thi thuyết trình. Thì qua cuộc thi đó thì em đã vượt qua cái thử thách của bản thân mình cũng như là hoàn thiện cái khả năng nói tiếng Anh hơn và trở nên tự tin hơn. Có một điều mà em rất là thích và thấy rất là có ích khi mà em học tại trường Grand Rapids Christian High đó là các giáo viên cố vấn sẽ giúp đỡ mình tìm kiếm những cái trường đại học cho năm học tiếp theo. Thì khi mà em học năm 12 á thì em gửi cho cô cố vấn của em về những cái danh sách về các trường đại học mà em đã nghĩ tới và sau đó cô gửi cho em thêm những cái danh sách mà cô nghĩ là phù hợp với em nữa. Rồi sau đó cô sẽ chở tụi em tới những cái trường đó và tham quan để thấy là tụi em có phù hợp với trường đó không. Sau đó là về cô sẽ giúp đỡ cho tụi em hoàn thành những cái thủ tục cần thiết để mà nộp đơn tới trường đó, ví dụ như là viết các bài luận để gửi tới trường hoặc là gửi bản điểm và lo những cái liên hệ với các giáo viên ở trường đó. Thì em thấy rất là có ích.